Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Đây là kênh chuyên đăng thanh lý hàng. Thì hôm nay bên em sẽ đăng thanh lý cho các bác hai cục đẩy trước mặt cái này, rất là đẹp luôn. Và cục đẩy này thì là bây giờ em sẽ test luôn cho các bác. Thì trước khi giới thiệu hai cục đẩy này thì cũng rất mong các bác là ủng hộ kênh YouTube của 5 Tép bằng cách là chúng ta click vào cái nút đăng ký kênh. Tại vì là như thường lệ thì mỗi ngày bên em sẽ đăng lên một hoặc hai món hàng thanh lý ở trên kênh này từ giờ đến cuối năm. Tại vì là bên em đã thanh lý cho hết kho luôn, sang năm lại làm lại, chứ còn bây giờ không để hàng tồn nữa. Đây các bác nhá, nên rất nhiều những cái hàng và loa đẩy vang mà bên em sẽ luôn luôn là ngày nào cũng sẽ đăng thanh lý cho các bác. Cho nên mà các bác mời các bác chúng ta ghé kênh 5 Tép KTV để chúng ta đăng ký mua. Đấy. Thì ở đây là có hai con đẩy đây, để chúng ta sẽ đây tình trạng của hai con thì như sau. Hai con đẩy này là em đã bán cho khách rồi, tuy nhiên là khách bị lỗi gửi về bảo hành, và sau đó khách thì có nhu cầu đổi sang cái đẩy khác, thì cho nên mà em thu lại hai con đẩy này. Đấy, thì tức là nó sẽ đã có sửa rồi, nói thuận luôn là thế chứ không phải là đẩy zin các bác nhé, nói luôn là sẽ có sửa rồi. Thì cái này thì bên em cũng không rõ là nó hư cái gì, tại vì là có lỗi gì thì em đưa cho thợ nó xử lý thôi rồi và em lấy về. Thì bữa nay thì đăng thanh lý cho các bác, thì do là cái hàng thanh lý thì bên em cũng sẽ bao test cho các bác trong vòng một tuần. Đấy, không bảo hành các bác nhé. Đấy, bao test một tuần, nói thẳng là thế, và không bảo hành qua một tuần là xong. Đấy, thì giá của nó thì bây giờ sẽ nói luôn, con đẩy này là con Avin là 402. Đấy, 402 mà class D. Con này là bên em sẽ bán cho các bác là với giá là 3 triệu đồng một con này nhá. Đấy, 3 triệu một con. Đấy, có một con duy nhất thôi nhá. Đấy, rất là đẹp, mặt mũi là đẹp luôn. Đấy, và con này là con Rock 1204 4 kênh, công suất là 600W một kênh. Và em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 3.800.000 đồng một con này. Đấy, 3.800.000 thôi nhá một con này. Bác nào lấy con nào thì liên hệ em, và bây giờ em sẽ test luôn cho các bác xem, tức là đảm bảo cho các bác đúng cái hàng như hôm nay rồi em sẽ test cho các bác đây. Thì đây bây giờ em sẽ test con này trước thôi nhá. Đấy, bây giờ em sẽ test trước. Đây, bây giờ cái lo này em sẽ cắm, tại vì là có một bình nó hơi bị khó cầm. Đấy, đây bác nhá. Ok nhá, không lỗi nhá. Đấy, tiếp theo là em sẽ cắm thằng cành bê nhá. Đây, cắm thằng cành bê này. Rồi, bọn hát bình thường nhá, đây là sóng bình thường thôi nhá. Sit up là nhảy bình thường nhá, không liệt không gì coi nhá. Đấy. Đấy, không liệt không gì đấy, ngon lành luôn. Đấy. Con này là 3 triệu nhá, bác nào lấy thì liên hệ cửa hàng em nhá. Đấy, 3 triệu con này, xong con này. Thì đến con bên này, con 4 kênh này, để em các bác chờ em tí em đấu nối này nhá. Rồi, tiếp theo em sẽ test con 4 kênh này nhá. Em test kênh 2 kênh CD trước, tại vì đây nhá, bây giờ em đang đấu nối đây. Hai kênh trên này là hai kênh CD. Đây, tín hiệu vào đây. CD. Đấy, và bây giờ em đang test kênh số 3 trước nhá. Đấy. Đây. Đấy. Kênh số 3 này. Đấy. Đấy, nhỏ nhá. Ok, đến kênh số 4 nhá. Đấy. Không biết là em đang để cái loa nó hơi xa, bác nghe có rõ không ấy em. Là em test đây là bình thường các bác nhé. Đây. Cái này là đấu bằng cái dây này nó hơi khó đấu một tí. Đây cây số 4 nhá. Đây. Đấy. Đấy. Chiếc áp vặn là không có sẹt sẹt các bác nhé. Nột nà luôn đấy. Đấy. Đấy, xong cây số 4 nhá, bây giờ quay lại cây số 1, số 2. Cậu bác thông cảm một tí nhá, có một tay em này hơi khó một chút. Đây. Cây số 1 trước nhá. Đấy, cây số 1. Đấy. Đấy. Ok các bác nhá. Đấy, và cây số 2.
cây số đấy. Đấy bác nhá, ok các bác nhá, chiếc đáp hoàn hảo nhá. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Đấy, bác nào lấy con nào thì liên hệ cửa hàng nhé nhá, rất cảm ơn các bác. Và giá này là giá tại cửa hàng bác nhá, nhắc lại là con này là 3 triệu và con này là 3,8 triệu bác nhá. Đấy, con này là bằng bằng giá 2 kênh thôi. Đấy, rất là rẻ các bác nhá. Xin chào các bác.